Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay tiếp tục test những sản phẩm đầu xuân cho các bác. Thì hôm nay đi rất là nhiều các sản phẩm các bác nhé. Thì những sản phẩm cục đẩy 4 kênh công suất lớn như thế này. Đó là những chiếc cục đẩy DC4800. Chiếc này thì công suất rất là cao các bác nhé. 800W nhân 4 kênh. Như là em đã ghép thì riêng con 4800 này các bác có thể ghép cho em là 8 cục bát 30 hoặc là 4 cục bát 40 coi 100 các bác nhé. Thì hôm nay em test cho 3 bác, nhưng mà hiện tại thì đang ở kho thì số lượng rất còn hạn chế, ra là em đang còn 2 con, còn 1 con thì đang ở bên cửa hàng nên nhân viên nó sẽ cầm về sau. Đấy, thì ở đây có một con 4800 với con BBE cho bác Tùng này. Số điện thoại là 3588. Bác thứ hai là bác Hưng. Bác Hưng ở Đắk Nông. Đắk Nông thì số điện thoại là 1350. Con này em đang bán trên thị trường là 7.800.000 đồng các bác nhé. Một con nữa thì cho một bác Hải ở Thừa Thiên Huế. Thì hôm nay sẽ test cho ba bác này. Thì nhìn tổng quan con này thì rất là đẹp các bác nhé. Đấy, các phím này thì rất là trơn tru và rất là đẹp, cực kỳ êm. Đấy. Thì cho các bác nhìn đằng sau lại một chút. Thì riêng con này thì 4 kênh thì nó sẽ có 4 đầu vào. Đấy. Thì khi mà các bác nhận con này về thì em đã gạt tất cả các nút này, nó sẵn sàng cho các bác rồi. Thì ví dụ là các bác đánh từng loa một, có nghĩa là cắm vào kênh A thì nó sẽ xuất ra cổng A, cắm kênh B sẽ xuất ra kênh B, cắm C và xuất ra C, và D xuất ra D, thì chúng ta sẽ gạt stereo các bác nhé. Đây này, nút gạt stereo này. Đấy, stereo này thì các bác sẽ gạt stereo cho em để điện có nghĩa là độ nhạy đầu vào sẽ là 0.75 các bác nhé. Đấy, gạt stereo. Còn đâu nếu mà các bác dùng để đánh parallel, có nghĩa là linh, có nghĩa là cắm kênh 1 thì được cả kênh 1 và kênh 2. Đấy, cắm kênh C được cả kênh C và kênh D, thì các bác sẽ gạt parallel cho em nhé, gạt về mức giữa này. Gạt về mức giữa parallel thì có nghĩa là khi đó thì chúng ta sẽ cấp tín hiệu kênh C thì nó sẽ được cả kênh D nữa. Đấy, có nghĩa là chúng ta dùng hai đầu vào thì chúng ta sẽ được C thì nó sẽ linh sang D. Đấy, như vậy thì là được parallel. Còn các bác, nếu mà nhà các bác có vừa đánh full vừa đánh sub thì các bác sẽ đấu như nào? Thì các bác sẽ đấu cho em là ví dụ kênh A kênh B thì chúng ta gạt stereo này. Đấy, còn kênh C kênh D gộp vào để đánh sub thì chúng ta sẽ gạt bright, gạt sang ngoài cùng bên tay phải bright. Đấy, thì có nghĩa là các bác có thể là đánh được súp, có nghĩa là dùng hai cái cầu đỏ này. Đấy, vặn hai cầu đỏ này ra và đánh súp. Đấy, rất là đơn giản thôi. Bright đây, các bác có thể nhìn thấy cái chữ bright. Đấy, bright này là đánh súp. Vậy rất là đơn giản thôi. Đấy, rất đơn giản. Chỉ cần luồn dây vào trong cái khe này thôi là chúng ta có thể dùng được. Đấy, thì bây giờ nhân viên bên em sẽ test cho các bác. Con cục đẩy này thì nó rất là khỏe luôn các bác nhé. 800W một kênh, các bác có thể đánh được những chiếc cun đơn 40 con 100, 4 chiếc, hoặc là các bác có thể đánh được 8 chiếc bát 30. Đây là chỉ hơi nhích thôi các bác nhé. Đấy, chuyển kênh B xem. Chuyển kênh B, đây. Rồi, ok, chuyển kênh C. Đây này, em đang đánh chế độ stereo. Đấy, có nghĩa là cắm kênh nào thì nó ra kênh đấy. Tiếp tục. Rồi, ok. Đã xong một con các bác nhé. Có nghĩa là với cái con này thì nó rất là đơn giản thôi, cứ cắm kênh nào thì được kênh đấy khi gạt stereo, còn khi đã gạt parallel
thì cắm kênh A thì nó sẽ được ở kênh A và kênh B. Đấy. Rất là chạy rất là êm các bác nhá, chạy rất là êm. Rồi ok. Đấy, rất đơn giản thôi, con này test rất là nhàn. Rồi ok. Rồi ok, tiếp tục kênh cuối cùng. Đây, các bác có thể nhìn thấy. Đấy, đây là em đang đã cắm vào D thì nó sẽ xuất ra D các bác nhé, rất đơn giản thôi. Đấy, cắm vào D thì sẽ xuất ra D, cắm vào C này, cắm vào C thì nó sẽ xuất đây này, cắm vào C thì sẽ xuất ra C, rất đơn giản. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thì hôm nay còn rất nhiều những hàng khác thì em chỉ test nhanh hai con đẩy này và một con đẩy sau thì chuyển về rồi thì em sẽ test thêm. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với bác nhé, với hai số điện thoại bên em ở bên dưới này, hoặc truy cập website Thăng Cao Audio để xem những video mới nhất, xem những sản phẩm mà bên em bán. Rồi cảm ơn tất cả các bác, chào tất cả các bác, hẹn các bác ở những clip lần sau.